Xin chào mừng tất cả các em học sinh thân yêu. Một tuần nữa lại trôi qua rồi. Cô rất vui mừng khi gặp lại các em trong giờ học âm nhạc trực tuyến ngày hôm nay. Chúc các em sẽ có một giờ học thật vui và hiệu quả nhé. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng khởi động với cô nhé. Em hãy lắng nghe và cho biết đây là giai điệu của bài hát nào mà mình đã học. Các em đã có đáp án của mình chưa nào? Cô xin chúc mừng bạn nào có đáp án trùng khớp với cô. Đáp án của chúng ta đó là giai điệu của bài hát Gà Gáy. Vậy thì bây giờ cô mời các em hãy hát lại bài hát Gà Gáy để mình khởi động giọng nhé. Xem một đoạn phim ngắn. Các em hãy xem phim và sau đó hãy cho cô biết đoạn phim muốn nói lên điều gì nhé. La 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 la. À, à. Chết rồi, gãy chân rồi. Làm thế nào bây giờ? Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Hình như có người đang kêu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi. Ôi, anh Nhím đây à. Anh làm ơn giúp tôi lên với. Tôi bị ngã xuống đây gãy chân rồi. Được, được. Anh chờ tôi một chút nhé. Ui da, đau quá. Không đi nổi nữa rồi. Đau lắm hả? Để tôi cõng cậu về nhà. Cảm ơn cậu nhé. Ai đấy? Tôi là Nhím đây. À, Nhím hả? Vào nhà đi, cửa không khóa đâu. Anh đã đỡ đau chưa? Hôm nay tôi mang cho anh ít cà rốt. Vì biết anh không ra ngoài được, chắc anh đói lắm phải không?
Ôi, cảm ơn anh quá. Đúng lúc đang đói, anh thật là tốt bụng. Có gì đâu, thấy người hoạn nạn nên giúp đỡ nhau ấy mà. Làm bạn với tôi nhé, tôi rất muốn có người bạn tốt như anh. Ừ, tôi cũng rất vui khi có thêm một người bạn. Các em vừa được xem xong một đoạn phim ngắn. Vậy theo các em, đoạn phim muốn nói lên điều gì? À đúng rồi, đó là tình bạn, sự đoàn kết. Nhờ có sự đoàn kết mà bạn Nhím đã giúp bạn Thỏ vượt qua được khó khăn nguy hiểm. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đoàn kết, đó là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hôm nay cô sẽ cùng các em tìm hiểu một bài hát rất hay của nhạc sĩ Mộng Lân, nói về sự đoàn kết. Các em hãy cùng tìm hiểu bài với cô nhé. Mình cùng tìm hiểu tiết số 9, học hát, lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời Mộng Lân. Chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về tác giả tác phẩm. Nhạc sĩ Mộng Lân tên thật là Nguyễn Ngọc Lân. Ông sinh năm 1934 và mất năm 2001, lớn lên ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ông nhận được rất nhiều huy chương và giải thưởng về văn học nghệ thuật. Các tác phẩm tiêu biểu của ông như Em là mầm non của Đảng, Tấm ảnh Bắc Hồ, Người thiếu niên dũng cảm, vân vân. Và bài hát Lớp chúng ta đoàn kết là một trong những bài hát tiêu biểu, với giai điệu vui tươi, nói về tình cảm gắn bó, đoàn kết của các bạn học sinh. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng lắng nghe cô hát bài hát mẫu nhé. Chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tin tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng cho ngoan. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tin tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng cho ngoan. Các em thân mến, bài hát Lớp chúng ta đoàn kết được chia làm 4 câu hát. Bây giờ cô mời các em hãy cùng lắng nghe cô đọc lời ca của bài nhé. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan. Mình cùng tập hát từng câu các em nhé. Các em lưu ý, mỗi câu hát cô sẽ hát mẫu một lần. Lần thứ hai cô mời các em nghe nhạc, và lần thứ ba các em hãy trình bày lại câu nhạc ấy cùng với cô. Chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Cô mời các em nghe hát mẫu. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Cô mời các em nghe nhạc nhé. Các em hãy thể hiện lại câu này nào. Mình cùng tìm hiểu câu hát số 2. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Cô mời các em nghe nhạc. Hãy trình bày lại câu này các em nhé. Bây giờ, cô mời các em hãy cùng với cô nối câu 1 và câu 2 lại nhé. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất
câu này nào. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục với câu hát số 3. Cô mời các em nghe hát mẫu. Ngày tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Các em nghe nhạc nhé. Cô mời các em thể hiện lại câu này. Mình tiếp tục với câu hát số 4. Chúng ta nghe nhạc nào. Hãy thể hiện lại câu này các em nhé. Và bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô ghép câu 3 và câu 4 lại nhé. Ngày tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Cô mời các em thể hiện lại hai câu này. Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong 4 câu hát của bài Lớp Chúng Ta Đoàn Kết. Bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô nối cả bài lại nhé. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Và bây giờ, cô mời các em hãy tự mình thể hiện theo nhạc không lời nhé. Để giúp các em giữ vững nhịp phách khi hát và thể hiện tốt bài hát, thì bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô hát kết hợp võ đệm theo nhịp. Cô sẽ làm mẫu với câu hát thứ nhất. Cô mời các em quan sát nhé. Nếu như mình không có thanh phách, thì mình cũng có thể dùng đôi bàn tay của mình để gõ đệm theo bài các em nhé. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Hãy làm cùng với cô câu này nào. 2, 1. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Cô tin chắc là chúng ta đã làm được hết rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em cùng kết hợp gõ đệm theo nhịp với nhạc không lời nhé. Cô sẽ thực hiện cùng với các em lần 1 và lần thứ 2 các em sẽ tự mình thể hiện nhé.
chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Đời tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng cho ngoan. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Đời tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng cho ngoan. Lần thứ hai các em hãy tự mình thể hiện nhé. Các em hãy mạnh dạn, tự tin lên. Cô tin chắc là tập luyện thường xuyên thì chúng ta ai cũng sẽ làm tốt thôi mà. Để thay đổi không khí của giờ học ngày hôm nay, cô mời các em cùng tham gia một trò chơi âm nhạc nhé. Trò chơi có tên gọi là âm thanh vui nhộn. Các em hãy thay tiếng của con vật bằng từ còn thiếu trong câu hát sau nhé. Mình bắt đầu với âm thanh của chú mèo dễ thương này. Các em hãy cho cô biết từ còn thiếu trong tiếng của chú mèo là gì nào? Cô xin chúc mừng bạn nào có đáp án đúng nhé. Đó là từ rất rất. Mình cùng bước vào câu hỏi số 2. Các em hãy lắng nghe và cho cô biết từ còn thiếu sau tiếng chim hót là gì nhé. Các em đã có đáp án chưa nào? Cô xin chúc mừng bạn nào có đáp án trùng khớp với cô nhé. Đáp án của chúng ta là xứng đáng. Trò chơi của chúng ta đang rất sôi nổi và cô mời các em cùng tiếp tục với câu số 3. Hãy lắng nghe và cho cô biết từ còn thiếu sau tiếng kêu của chú voi dễ thương này là gì? Cô xin chúc mừng những bạn nào có đáp án đúng. Đáp án của chúng ta là keo sơn. Các em thân mến, vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu tiết số 9, học hát bài Lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời của nhạc sĩ Mộng Lân. Thông qua bài học, cô hy vọng các em sẽ luôn biết yêu quý, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang rất căng thẳng. Ở nhà các em giữ gìn sức khỏe, thực hiện đúng chỉ thị 5K của Bộ Y tế, vâng lời ông bà cha mẹ. Hãy học tập thường xuyên để thuộc bài hát, ghi nhớ nội dung bài học bằng cách xem lại những bài dạy trực tuyến của cô các em nhé. Hẹn gặp lại các em.